Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh của Xuân Đình Audio. Video buổi tối ngày hôm nay là ngày mùng 1 tháng 3 thì Xuân Đình tiếp tục cập bến cho các bác những cặp loa bãi chất lượng để phục vụ cho các bác phối ghép về những bộ âm thanh. Thì ở video ngày hôm nay thì Xuân Đình sẽ quay cho các bác hai cặp loa, một cặp loa Onkyo Monitor 2000. Cấu hình của loa là bass 34 và một cặp Pioneer CSF 9000. Cấu hình của loa là bass 30. Đây là hai cái mẫu loa của hai hãng đến từ Nhật Bản, rất là đáng chơi trong cái tầm tiền. Bên cạnh đó thì Xuân Đình lại về thêm được một chiếc Omni của hãng Technic V8. Sau này dòng khủng của hãng Technic và có cả thùng xốp và cũng mở nội thất máy để các bác cùng tham quan về chiếc Omni. Và ba sản phẩm này thì Xuân Đình sẽ quay chi tiết trong video ngày hôm nay. Các bác có nhu cầu cũng như mua ủng hộ cửa hàng Xuân Đình thì các bác cứ alo trực tiếp theo số đã trên bài là 0395727582, địa chỉ cửa hàng ngõ 42 đường Trần Cung, thành phố Hà Nội. Và tất cả những sản phẩm này thì cửa hàng Xuân Đình đều ship hàng toàn quốc. Bây giờ thì mời các bác cùng Xuân Đình quay chi tiết từng sản phẩm. Cặp loa gấu nhất trong video ngày hôm nay nó là cặp Onkyo Monitor 2000. Cặp này thì theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất họ ghi thì thiết kế là một bát 34. Đấy, bình thường là bát 30, 32 nhưng riêng dòng này là bát 34. Đấy, dòng này dòng monitor, tức là dòng loa kiểm âm. Đấy, một trung đôm rất là to, đường kính của loa nó có gần 20 cm và một tép đôm. Loa có hai tinh chỉnh trung tép. Vì những dòng loa này thì thiết kế loa nó rất là đẹp, sang trọng, toàn bộ mặt của nó cũng như bốn cạnh xung quanh thì đều thiết kế là màu gỗ sang trọng, các cái kiềng loa thì đều là màu vàng. Ở những dòng loa monitor này thì nó thiên về cái độ trung thực, chi tiết rõ ràng. Đấy, với một cái cấu hình là bass 34, sau đó thì sử dụng là gân mút màng carbon thì các bác biết rồi, bass của dòng này sẽ rất là lực. Và một trung đôm rất là to như này thì cái phần trung âm sẽ ra rất là tốt và một tép đôm. Đấy, tép này thì rất là bén, đặc trưng của những dòng Onkyo là sử dụng tép đôm rồi. Hai tinh chỉnh trung tép ở hai bên. Thiết kế của những dòng loa Onkyo này thì đối xứng nhau bên trái bên phải. Loa này thì có kích thước chiều cao tổng quan đạt là 74, chiều ngang của nó là 41, chiều sâu của loa thì nó đạt là 38, trọng lượng của loa là 40 cân một chiếc, loa thì đẹp vuông thành sắc cạnh. Dòng loa này thì rất là đa năng, các bác có thể là nghe nhạc và hát karaoke gia đình trên những cặp loa này cũng rất là tuyệt vời, căng cước còn đầy đủ hết. Cặp loa này thì nếu hát karaoke thì quan trọng nhất vẫn là cái vang mic của nhà mình, không bị rú rít mic thì hát những cặp loa này thì rất là hay. Hình thức góc cạnh rất là sắc nét, các bác có thể thấy rõ, Xuân Đình sẽ quay chi tiết từng chiếc một. Góc cạnh, vì những cái cặp loa có tầm tiền mà trên 10 triệu rồi thì đảm bảo là phải đẹp và cũng còn nguyên zin. Căng cước cũng vậy, đây này căng, tem mác còn đầy đủ hết. Loa nặng đến 40 cân một chiếc, cho nên đây là một cặp loa nếu như mà vận chuyển thì cũng rất là vất vả. Và hình thức của loa thì đây Xuân Đình quay cho bác là rất là đẹp. Series của loa này thiết kế đời này thì bên này là 72, bên này là 73. Góc cạnh rất đẹp. Thông số của cặp loa nó hiển thị ở đằng sau. Trở kháng 6 ohm, công suất 160W, độ nhạy của nó là 90 decibel, made in Japan. Đây là các cái cọc loa, đỏ là dương và đen là âm, lỗ tổng hợp phía sau. Đằng sau này thì nó là cũng là thùng gỗ luôn. Đấy. Các cái chốt đinh này là cái hệ thống phân tần của loa thì phải. Ở đây thì đây là nhà sản xuất người ta làm chứ không phải là mình đóng vào đâu, bên nào nó cũng giống nhau. Đấy. Còn đây là cái gỗ zin nó như vậy, còn nhiều những cặp loa nó xấu thì người ta mông mã, người ta phủ hết đi rồi. Còn đây mới là zin thì sẽ còn nguyên để các bác để nhìn đánh giá được về loa. Góc cạnh loa rất đẹp. Đấy. Lỗ thông hơi phía đằng sau. Cặp này thì với cửa hàng Xuân Đình bán giá rất là tốt, chỉ bằng một cặp Pioneer S180A. Tức là cặp này Xuân Đình đang bán mức giá chỉ có 19.500.000. Mức giá bán này là giá tốt nhất tại cửa hàng Xuân Đình cũng như ở khu vực miền Bắc. Là bác nào mà đã từng chơi qua những dòng Onkyo Monitor thì các bác cũng biết về chất lượng của những dòng loa này. Thiết kế loa đẹp, sang trọng, giá tiền thì rất là mềm mại. Cặp này giá trị xuất xưởng rất là cao, 180.000 yên một chiếc năm 1983. Đấy là cái giá xuất xưởng của một chiếc. Nó đắt gấp gần gấp 4 lần so với cặp Pioneer. Mà giá thị trường những cặp Pioneer S180A bây giờ thì cũng toàn trên 20 triệu rồi. Mà cặp này thì giá cũng chỉ bằng một cặp S180A. Đấy là cái giá mà cửa hàng Xuân Đình bán thôi. Còn rất là nhiều anh em bán những cặp này thì toàn trên 20 triệu. Và loa thì cứ đảm bảo với các bác là còn nguyên zin, đã test là hoạt động tốt. Cặp số 2 ở phía đằng sau thì nó là cặp Pioneer CSF 9000.
Dòng F9000 này là dòng nó sẽ có đời F7000 với F9000. Thì F7000 thì là bát 25, còn F9000 thì là bát 30. Và nếu đo đủ cả viền vành từ bên trái sang bên phải nguyên cái khối loa thì nó sẽ là 32. Đấy. Gân của nó là gân mút màng giấy, lỗ thông 10 phía trước. Một chung 14 và một tép, mà tép này gọi là tép kèn mỏ vịt. Đấy. Thì cái dòng CS9000 này thì nó cũng tương đương như những dòng P&E i9. Nhưng mà ngược lại thì ở đây thì cái giá tiền của những dòng F9000 này sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Cặp này cũng vậy, vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Kích thước tổng quan chiều cao của loa đặt là 74, chiều ngang 38 và chiều sâu nó là 34. Loa thiết kế đẹp, sang trọng, đối xứng bên trái bên phải. Cặp loa này thì có trở kháng xuất đỉnh chưa kịp nhìn luôn. Đây sẽ quay đằng sau. Loa này có trở kháng 8 ohm, công suất là 70W. Nhưng đây là công suất đầu vào của những cặp loa thôi. Vì với những cái cấu hình bát 30 như thế này thì các bác sẽ an tâm chơi rất tốt, phòng 40m², nghe nhạc và hát karaoke gia đình. Căng cước đầy đủ và còn zin rất là đẹp. Gân mút màng giấy, một chung giấy và một tép kèn mỏ vịt P&E CSF9000. Cặp loa này thì thùng quách còn rất là đẹp, vuông thành sắc cạnh và loa cũng còn nguyên zin. Đây, góc cạnh đằng sau. Loa thiết kế là bên trái bên phải nép rai. Góc cạnh này còn rất là đẹp. Cặp này thì rất dễ phối ghép. Các bác cứ ghép cho xuyên đỉnh vào những dòng Omni P&E cho đồng bộ. Ngoài ra thì các bác ghép vào những dòng xuân xui, hoặc là các bác có thể là ngay trong video ngày hôm nay các bác có thể mua luôn cặp Technic V8 này cho đồng bộ, cùng một bộ cũng được. Vì đây là bộ xuyên đỉnh đang test. Vì cái tổng giá trị cả một bộ này thì nó chưa đến 20 triệu đồng. Nhưng chất lượng âm thanh phối ghép thì rất là hay trong cái tầm tiền. Đây là chiếc loa bên trái góc cạnh. Hãy quay chi tiết từng chiếc một để các bác có thể nhìn thấy rõ. Cặp này thì cửa hàng xuất đỉnh giao lưu với các bác mức giá chỉ có 10.800.000. P&E CSF9000 giá cực kỳ là tốt, 10.800.000 cho một cặp loa đẹp. Tuyến loa thì rất là đồng đều, từ loa bát cho đến loa chung. Tép của nó là tép kèn các bác nhé. Cặp này nghe hát gia đình rất là tốt. Mức giá tiền là 10.800.000. Còn cuối cùng trong video ngày nay thì Xuân Đình sẽ quay cho các bác là chiếc Omni Technic V8. Hàng còn nguyên cả thùng xốp đây. Nội thất bên trong, quay từ trên cao để các bác có thể nhìn thấy rõ là sắt xi. Đấy, máy chạy là 8 sò, mỗi một bên này là 4 sò. 4 tủ lọc nguồn và 2 nguồn riêng biệt, thiết kế theo dạng mono block. Nhìn thì rất là đẹp. Sắt xi từ bên trên quay xuống các bác thấy rõ là còn vàng óng. Chiếc Omni này có công suất là 260W. Máy chạy 8 sò 2 vít. Hình thức thì xuất sắc rồi. Vì máy nó còn nguyên cả thùng xốp thì các bác biết rõ. Và đây là cái mặt tiền Technic V8. Dòng này thì đánh 2 cầu loa AB và A cộng B. Công suất là 260W. Trở kháng đánh từ 4 ohm. Ở những đời V8, V9 thì nó có cái điểm đặc biệt mà rất ít những dòng âm ly khác không có. Đó là có Super Bass. Tần số Super Bass. Có chỉnh bass, check và có nòng nớt. Đấy là cái khác biệt. Dòng này thì vẫn sử dụng mạch New Class A, khi càng nóng thì tiếng nó càng mềm. Đấy. Hình thức thiết kế đẹp, size của nó là size 43, sử dụng điện 100V, công suất là 260W. Mặt tiền không có một vết xước, máy móc bên trong là còn nguyên zin, hình thức còn rất là đẹp. Sơ đi của máy xuất đỉnh cũng quay luôn. Đây là các cái đường vào, đấy. Đây là cầu loa. Ở những cái đời này thì thiết kế nó rất là đơn giản, dễ sử dụng. Đấy, khi các bác xoay thẳng thì rút được dây ra, khi các bác cắm dây vào các bác khóa ngang để nó giữ lại dây. Đây là cái số series của máy này. Đây là 018, series nó hơi mờ một chút nhỉ. Duy nhất chỉ có một chiếc thôi. Thông số chiếc Omni, điện 100V, công suất 260W. Máy móc nguyên zin, chassis vẫn còn vàng óng. Video quay rất chi tiết, để các bác mà cẩn thận quá thì các bác có thể đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng. Còn quan điểm mà Xuân Đình cứ bán cho các bác là tả và quay chi tiết cho các bác xấu đẹp thì nói rõ. Và hàng còn nguyên thùng xốp thì các bác cứ an tâm, và âm ly còn rất là đẹp. Mức giá tiền thì khá là mềm mại. Hôm trước Xuân Đình có về một chiếc thì nó không có thùng xốp thì giá 6.500.000. Nhưng chiếc này nó có thùng xốp, mua cao hơn một chút thì cũng chênh nhau một chút. Mới giá 6.800.000 thôi các bác. Đấy. 6.800.000 một chiếc Omni Technic V8. Giá thời điểm này là những mức giá rất là mềm mại rồi. Các bác có thể là mua cả bộ trong video ngày hôm nay cũng được. Hoặc các bác có thể là mua riêng lẻ loa âm ly
Và thông tin chi tiết thì các bác cứ alo trực tiếp số đỉnh cho số trên bài là 0395727582. Cảm ơn các bác đã bớt chút thời gian theo dõi video cửa hàng. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.